Đây, video kính chào quý vị và các bạn. Đây là video mấy con chó nhà mình nó ăn cơm nha. Chó con nha. Mấy con lạp xưởng tắc kè á thì khoảng 3 ngày tuổi nha, còn mấy con màu vàng á, mấy con búp lai á thì là 45 ngày tuổi. Đó, mình cho nó ăn cơm như chó bình thường nha, ăn cơm như mấy con chó lớn này nha. Không có hề phân biệt đối xử nha. Ăn cơm bình thường đó. Thì về nhà các bạn nuôi thì các bạn cũng cho ăn cơm bình thường, còn nếu cưng thì cơm với cá hoặc với canh hoặc là với cái gì đó bổ dưỡng hơn. Thịt heo, thịt gà, ha. Tóm lại là nó ăn cơm bình thường nha, nó không có bị kén ăn nha. Vui vẻ, khỏe mạnh, ăn cơm như con chó bình thường. Đây, con chó mẹ ăn cơm, nó cũng ăn cơm luôn. Rồi, video kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.